Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hành trình cải thiện chỉ số PCI của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Mở đầu chương trình là một số tin tức đáng chú ý. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành phương án rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ giai đoạn 2019-2020. Phương án dựa trên cơ sở các tiêu chí văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, yêu cầu của quản lý nhà nước và đánh giá hiệu quả của việc quản lý nhà nước đối với các điều kiện đầu tư kinh doanh, thực tiễn hoạt động trong thời gian qua, tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, phù hợp với các cam kết quốc tế. Quy định cũng nêu rõ nguyên tắc rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh là phải tiếp tục rà soát các ngành nghề và điều kiện đầu tư kinh doanh trong các ngành nghề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và điều kiện thực tế. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 114 sửa đổi, bổ sung các nghị định về vận tải đa phương thức. Nghị định mới này sẽ bổ sung thêm các nội dung về điều kiện kinh doanh và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế. Cụ thể về điều kiện kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế, các tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện như duy trì tài sản tối thiểu tương đương 80.000 SDR hoặc có bảo lãnh tương đương hoặc có phương án tài chính thay thế theo quy định của pháp luật, có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương do Bộ Giao thông Vận tải cấp, có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương. Về thủ tục trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Giao thông Vận tải sẽ cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế cho doanh nghiệp. Giấy phép này có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 114 sửa đổi, bổ sung các nghị định về vận tải đa phương thức. Nghị định mới này sẽ bổ sung thêm các nội dung về điều kiện kinh doanh và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế. Cụ thể về điều kiện kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế, các tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện như duy trì tài sản tối thiểu tương đương 80.000 SDR hoặc có bảo lãnh tương đương hoặc có phương án tài chính thay thế theo quy định của pháp luật, có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương do Bộ Giao thông Vận tải cấp, có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương. Về thủ tục trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Giao thông Vận tải sẽ cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế cho doanh nghiệp. Giấy phép này có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp. Trong văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự thảo nghị định thay thế nghị định 86 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, Bộ Giao thông Vận tải có quy định cụ thể loại hình xe Grab phải gắn phù hiệu xe taxi. Bộ Giao thông Vận tải cho rằng xe dưới 9 chỗ kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng điện tử, sử dụng hợp đồng vận tải điện tử so với hoạt động của taxi có nhiều điểm tương đồng và cần có quy định chung để quản lý như nhau nhằm đảm bảo công bằng, công khai minh bạch và chịu quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh như nhau. Như vậy, theo đề xuất này, nếu chính phủ thông qua, toàn bộ các xe đang kết nối phần mềm điện tử như Grab sẽ phải gắn phù hiệu xe taxi, niêm yết đầy đủ các thông tin trên xe, đặc biệt là phải gắn hộp đèn trên nóc như taxi truyền thống. Các xe Grab cũng phải chịu các ràng buộc về niên hạn như taxi, tiêu chuẩn lái xe, kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã và phải niêm yết giá như taxi. Cơ sở hạ tầng giao thông là một trong số các nhân tố tạo nên sự hấp dẫn với nhà đầu tư, nên thực tế cho thấy những địa phương nào mà cơ sở hạ tầng yếu kém rất khó thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Khi đã không thu hút được đầu tư thì khả năng thiết kế cơ sở hạ tầng cũng rất hạn chế. Do đó mà trong những năm qua, ngành giao thông Thái Nguyên đã đi trước một bước, tiến hành những phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư đặt ra với lĩnh vực này. Không những vậy, các chương trình, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng đổi mới đã tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, hiện có 20 đơn vị vận tải khách tuyến cố định với 388 xe, 38 đơn vị vận tải taxi với 2.121 xe, 7 đơn vị vận tải đang khai thác 11 tuyến xe buýt với 147 xe, trên 400 đơn vị vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch với trên 600 xe, được Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên cấp giấy phép kinh doanh vận tải. Với số lượng lớn đơn vị vận tải hành khách đang hoạt động, sự cạnh tranh thị phần giữa các doanh nghiệp là rất khốc liệt. Đi vào hoạt động từ năm 2015, đến nay công ty cổ phần 3 sao Thái Nguyên có hơn 100 đầu xe taxi. Trong bối cảnh cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải, công ty tập trung đào tạo tính chuyên nghiệp cho đội ngũ lái xe và áp dụng nhiều công nghệ mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng vận chuyển hành khách, tạo niềm tin đối với khách hàng. Khó khăn của chúng tôi là có rất nhiều loại hình dịch vụ vận tải, điểm đón trả khách, điểm đỗ cho taxi là vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp chúng tôi cũng đã áp dụng cái app, gọi là cái app ấy,
thì là áp dụng cho anh em lái xe, và công ty cũng đã vận dụng cái này, cũng đã triển khai rồi. Thế thì là cái này cũng rất là thuận lợi, rất là tiện lợi cho anh em lái xe, cho khách hàng. Không chỉ là sự cạnh tranh thị phần, sự đa dạng của mô hình vận tải truyền thống và xu hướng kinh doanh mới cùng các loại chi phí đang tạo ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách. Đâu đó thì các doanh nghiệp hoặc là các cái xe công nghệ thì họ cũng không công khai, cũng không đăng ký hoạt động thuế. Thế do vậy thì cái việc mà thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc là các cái nghĩa vụ khác đối với lại nhà nước thì còn đang bị buông lỏng. Trước những khó khăn của các doanh nghiệp vận tải, dự thảo nghị định sửa đổi nghị định 86 của Chính phủ đang được Bộ Giao thông Vận tải xây dựng với mục đích cắt giảm điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng. Cũng rất là mong là cái Bộ Giao thông Vận tải triển khai sớm cái này và ban hành sớm cái này để chúng cũng dễ cho doanh nghiệp để cái quản lý về cái điều hành. Những cái thủ tục nó rườm rà hay là nó không cần thiết thì cũng lên cắt bỏ nó đi để tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Tạo cái môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các cái loại hình, giữa loại hình kinh doanh vận tải tuyến cố định và loại hình kinh doanh xe hợp đồng. Không chỉ là những nỗ lực từ phía Chính phủ, ngành giao thông vận tải địa phương thời gian qua đã cùng các sở ngành và địa phương trong tỉnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong vai trò là chủ đầu tư các dự án giao thông trọng điểm, việc lập quy hoạch, xây dựng kết nối các quốc lộ đi qua tỉnh với các tuyến đường địa phương đã tạo thành hệ thống đường giao thông rộng khắp, liên kết Thái Nguyên với các tỉnh, đã tác động rất lớn đến việc thu hút các nhà đầu tư đến với Thái Nguyên. Riêng Thái Nguyên thì tôi thấy rằng là có lẽ đây là một cái môi trường mà tôi nghĩ rằng là đặc biệt là về cơ sở hạ tầng giao thông rất là tốt, và đặc biệt là rất là gần khu vực từ sân bay Nội Bài đến đây khoảng độ 30-45 phút. Và từ trung tâm Hà Nội cũng đi đến đây cũng khoảng độ hơn một tiếng. Samsung vào Thái Nguyên là một minh chứng cho thấy chất lượng cơ sở hạ tầng của tỉnh đáp ứng được các nhà đầu tư nước ngoài. Tôi tin tưởng với hạ tầng đã cải thiện nhiều sẽ là nền tảng để chúng tôi tiếp tục mở rộng sản xuất tại Thái Nguyên. Bên cạnh việc quan tâm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, công tác cải cách hành chính, xây dựng cơ chế chính sách trên lĩnh vực quản lý nhà nước về giao thông vận tải theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được các cấp lãnh đạo ngành giao thông chú trọng thực hiện. Năm 2018, Sở Giao thông Vận tải đã rà soát, khai thác dữ liệu 117 thủ tục hành chính từ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại bộ phận một cửa. Tháng 11 năm 2018, Sở Giao thông Vận tải sẽ thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến theo cơ chế một cửa quốc gia với 60/75 thủ tục hành chính về giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành theo tiến độ chung của Bộ Giao thông Vận tải và 63 tỉnh thành trong cả nước. Và chúng tôi cũng tập trung để quản lý nhà nước làm sao để nâng cao cái chất lượng và của cái dịch vụ vận tải, chất lượng khối lượng cái dịch vụ vận tải để đáp ứng được cái nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa của doanh nghiệp, đi lại của người dân trên địa bàn. Chúng tôi cũng tập trung 3 giảm, 4 tại chỗ, 8 công khai. 3 giảm, thứ nhất là giảm về thủ tục hành chính. Cái thứ hai là giảm chi phí cho người dân, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân. 4 tại chỗ, đó là tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại bộ phận một cửa của sở. 8 công khai, đó là công khai về tên thủ tục hành chính, công khai về thành phần hồ sơ, công khai về trình tự thực hiện, công khai về điều kiện thực hiện, công khai thời gian thực hiện, công khai phí lệ phí và công khai về thông tin liên lạc. Với những nỗ lực từ phía ngành giao thông vận tải trong việc đẩy mạnh hoạt động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp với những định hướng, chủ trương, chính sách thiết thực cùng với niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, môi trường đầu tư kinh doanh năm 2018 sẽ ngày càng cải thiện, góp phần duy trì nhịp độ cải cách, phấn đấu nâng hạng chỉ số PCI của tỉnh Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây chuyên mục Hành trình cải thiện chỉ số PCI của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.